Trong khi đó, tại giải quần vợt đồng đội toàn quốc 2016 đang diễn ra ở Đắk Nông, trận tứ kết đầu tiên ở nội dung đồng đội nam đã diễn ra ngày hôm nay và cái tên đầu tiên có mặt tại bán kết là quân đội 2. Tại vòng tứ kết nội dung đồng đội nam, Đà Nẵng chạm trán quân đội 2. Ở trận đánh đơn đầu tiên, tay vợt trẻ Tùng Lâm dù rất cố gắng nhưng đã để thua sát nút trước Hoàng Hiếu của quân đội 2 với tỷ số 5-7 và 4-6. Minh Tuấn san bằng tỷ số cho Đà Nẵng ở trận đánh đơn thứ hai khi dễ dàng vượt qua Đặng Ngọc Vinh với tỷ số 6-1 và 6-2. Tuy nhiên ở trận đánh đôi quyết định, cặp Minh Tuấn Văn Toàn đã không thể hoàn tất mà lội ngược dòng cho Đà Nẵng khi để thua cặp Hoàng Hiếu trung tính của quân đội 2 với tỷ số 5-7 và 6-4. Vượt qua Đà Nẵng, quân đội 2 đã có tấm vé đầu tiên tham dự vòng bán kết nội dung đồng đội nam. Tụi em có mục đích là đánh chỉ cho một mình Văn Toàn đánh thôi. Tại Phạm Minh Tấn thì trình độ quá cao hơn so với tụi em. Còn Văn Toàn thì cũng ngang ngửa. Ở trận tứ kết còn lại diễn ra hôm nay, Văn Phương đã giúp Bình Dương 1 vượt lên dẫn trước Công an Nhân dân khi vượt qua Đức Dương sau 2 set đấu với cùng tỷ số 6-4. Cuộc so tài giữa hai đội buộc phải hoãn lại sau đó khi trời có mưa và gió mạnh. Trước đó, Bình Dương 2 và Hà Nội 1 là những đội đã giành quyền vào tứ kết sau các chiến thắng trước Thanh Hóa và Quang Phúc Tây Đô Cần Thơ. Ở nội dung đồng đội nữ, hai đội của đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh đều đã có được những chiến thắng áp đảo trước Hà Nội và Kiên Giang 2. Ngày mai, giải quần vợt vô địch đồng đội quốc gia sẽ diễn ra 3 trận tứ kết đồng đội nam còn lại, bắt đầu từ lúc 9 giờ. Những trận đấu hấp dẫn này sẽ được tường thuật trực tiếp trên hai kênh Thể thao TV và Thể thao Tin tức HD. Trong khi đó, ở nội dung của nữ, loạt trận cuối cùng vòng bảng sẽ diễn ra khi Thành phố Hồ Chí Minh 1 gặp Kiên Giang, còn Thành phố Hồ Chí Minh 2 gặp Đà Nẵng.